Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục tối hôm nay em có về được một hai sản phẩm thôi, không có nhiều. Hôm nay hàng ít, toàn là hàng lớn ít, hàng nhỏ thì chưa có về nhiều cho anh em chơi. Hôm nay về cho anh em, cho các bác là một con bộ rề bao khá là khủng của hãng Acuphase. Đây là một dòng rề bao đời mới ha, đời mới hiện nay. Và em về là hàng nêu. Vừa khui ra để cho anh em thấy đây, hàng bảo hành, hàng công ty bảo hành 5 năm cho anh em chơi, hàng công ty ha, bảo hành 5 năm ha. Đây là một cái rề C2120 của Acuphase. Thì với con rề này anh em, nó tích hợp những cái công nghệ gần như là mới nhất hiện nay. Con rề này có khả năng như một con ly, không có công suất thôi. Nó có hai option vào, một và hai, để cho chúng ta gắn được cái card DA vào luôn nha, gắn được card DA nha. Đây anh em thấy không, thì khi chúng ta gắn được cái card DA vào thì nó sẽ có USB này, optical và coaxial đó. Con này rất là tuyệt vời, có cả lau nét rồi chỉnh bass trep đầy đủ, các chỉnh gain này này, bass trep lau nét đát này, card phono thì nó thể gắn được MMMC này, rất là tuyệt vời. Cái con rề của Acuphase C120 này, những rề mới nhất hiện nay. Và riêng về với con rề thì cái giá mới tại thị trường Việt Nam chúng ta đang giá niêm yết là 153 triệu nha. Con rề là 153 triệu. Thì hôm nay em bán con rề C2120 nguyên thùng xốp, hàng neo này, bảo hành 5 năm cho anh em chơi. Thì con này nó có mức giá cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn ha. Giá của con rề này thì nó đâu vào đó chưa tới 100 triệu anh em nhé. Và con bao cũng vậy. Và con rề là một hãng, giá hãng là 139 triệu. Con bao, đây là con bao khủng của hãng, nó là B4200, khủng hàng neo luôn. Con này công suất khá là lớn, đánh không biết ngán loa anh em nhé, đánh hai cầu AB và cộng B này. Kết hợp giữa con này thì cho một cái đồng hồ VU rất là to, cửa màn hình nó kết hợp vào màn hình LED LCD và màn hình và phải kim vẫy luôn nha anh em nha. Đó, có thể rig lại là một monolock được nha, rig cầu một con thành một monolock được, đánh hai cầu luôn. Con này giá mới tại thị trường Việt Nam là 153 đây, 153. Và con giá mới của C2120 là 139 triệu. Tổng cộng hai sản phẩm này nếu chúng ta đi mua mới thì nó giá nó vào khoảng 282 triệu, 282 triệu. Và còn nếu anh em mua mới tại shop em cho hai sản phẩm này combo này thì giá nó cực kỳ tốt, rẻ hơn khá là nhiều anh em nhé, rẻ hơn khá rất là nhiều luôn. Thì cái bộ này hiện tại ở shop em đang bán cho anh em với cái mức giá cực kỳ tốt luôn, cả rề lẫn bao, nếu anh em lấy cả bộ luôn luôn ha. Cả bộ này nếu anh em lấy là được tặng nguyên một cặp dây AV của Acuphase, hàng công ty, Acuphase Audio Cable, hàng chính hãng anh em nhé, dây neo nha. Là lấy cả bộ thì mới được tặng cặp dây AV anh em nhé. Và giá của nguyên cái bộ combo này tại shop em thì giá nó cực kỳ tốt, giá nó chưa tới 200 triệu, dưới 200 triệu chút xíu. Có nghĩa là anh em rẻ hơn khoảng 80 triệu rồi, 82 triệu, hơn 80 triệu rồi anh em nhé. Nên em mua tại sao em vẫn bảo hành công ty chính hãng 5 năm, phiếu bảo hành đầy đủ cho anh em hết. Mới khui thùng ra thôi. Đó, không biết ngán lo. Nếu anh em lấy cả bộ thì sẽ được tặng ngay dây V, còn không lấy rời thì sẽ không có anh em nhé. Lưu ý, lấy rời từng sản phẩm không có. Để ưu tiên cho anh em nào lại chơi combo này. Nếu anh em chơi combo này rồi thì anh em có thể quất. Chúng ta lấy thêm một con CD Acuphase DB410 ghép vào, nó đúng là combo chuẩn luôn. Đùng form cùng size cùng dáng luôn. Công suất em này và cái tiến độ trong trẻo của em này thì nó phải gọi, nếu mà so là em sẽ so trực tiếp với cái con lách A đầu bảng của Acuphase là con AE800, thì phải gọi là con này nó trong hơn nữa anh em nhé. Anh em lưu ý ha, cái bộ này đó, anh em có thể ghép những cái loa cứng đầu, ví dụ như là tai noi Canterbury GR là mới nhất hiện nay này, hoặc là những cái dòng mà Westminton hay là cũng đánh ok này, dòng những dòng lớn của Tainoi hay là những dòng lớn của JBL đánh cực kỳ tốt, ví dụ như là
4.600, 4.900, 5.500, hay là những thậm chí những cái con 43, 4338 mới. Rất là tuyệt vời cho bộ Revo Aquaphrase đời mới cao cấp 2N này. Đây anh em nha. Giá của em là chưa tới 200 triệu. Vị chi là anh em nếu anh em mua bộ này tại shop em là rẻ hơn, lên đến hơn 80 triệu đồng và tặng được cặp dây AV kèm theo. Hàng là bảo hành công ty chính hãng 5 năm. Tại em mới xuất phiếu ra là tháng 11 năm 2020, thì hôm nay mới là đầu tháng 11 năm 2020 thôi. Anh em nhé, phiếu hành đầy đủ hết. Đó. Bộ này thì quá là tuyệt vời, còn nguyên tem bảo hành cho anh em hết luôn nhé. Đó, nguyên bộ đề bao C2120 và B4200. Hôm nay thì em có về thêm nữa là một con Amri Sansui AU Alpha, chính là 7DR. Thì con này em chốt cho bác khách ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh rồi. Cũng thông báo cho anh em luôn. Con này thì đẹp, phải gọi là đẹp nhức nhối, hàng còn thiếu cái thùng xốp thôi. Cho bác khách thấy luôn này. Đẹp tuyệt vời luôn. Chính là 7DR. Soi gương. Đó, công suất 400W đánh thoải mái anh em nha, có hồi gỗ zin. Rồi hôm nay có một con Pioneer, đó là con A200. Con này giá mềm khủng, công suất khủng ha. Con này thì có giá 9 triệu rưỡi anh em nha. Hôm nay về một con. Con DA06 này có bác khách đã chốt rồi, chuyển cọc em 10 triệu rồi. Bác đi công tác về là bác chuyển nốt luôn, bác lấy nha. Đó, hôm nay thì em về không có nhiều, có một bầu đề bao và một con Amli thôi. Hôm nay là thứ bảy. Đó. Rồi, bác khách nào hỏi em về con CD Acophay DB65V nguyên thùng xốp thì đây là con máy 65V nguyên thùng xốp, hàng Ken không tì vết nha, nguyên thùng xốp. Con này em về thì giá nó có hơi cao một tí. Em có báo với anh em thẳng trên clip rồi thì em bán con này là không có lãi đâu nha. Cao thì em sẽ bán theo cái giá thị trường cho nên không có lãi. Mình nói thật. Ai tin được thì mình cứ tin. Và máy là tuyệt đẹp, không tì vết, khiển riêng dây nguồn riêng kèm theo máy hết nhé. Đó. Đây là hình ảnh con nó là tuyệt đẹp cho bác khách nhé. Bên trên thì em còn cả con 500 này, DB500 56 triệu. Lookman D700S, con này thì không có khiển rin. Không có khiển rin, máy tuyệt đẹp thì có giá chỉ có 20 triệu thôi. Đó. Nha. Ở đây thì em còn Acophay, còn Rebao 270V và DB500 này. Rồi 650 hai con, 4 con 10, hàng công ty neo luôn. Đó, 600. Rồi Maxin Tốc mà 8.000 thì con CD MCD 500 Maxin Tốc và con bé cách ly của Maxin Tốc thì đã có chủ về Thanh Hóa rồi. Đã có chủ về Thanh Hóa rồi. Đó, anh em là yêu sản phẩm nào? Hôm nay có con 3 số 7 SG này. Con này cũng có bác khách ở quận 3 dặn lại rồi. Nhá. 3 số 7 SG. Đó. Lutman L505F anh em nha. Khiển rin, máy đẹp xuất sắc, giá 42 triệu. Gon nha. 505F Gold 42 triệu, đẹp xuất sắc nha. Đó. Khiển riêng dây nguồn riêng nha. Ở đây là con rề C270 nha. Đó. Ở đây thì những cái bộ này anh em chơi đồ cao cấp này thì rất là tuyệt vời. Thì cũng xin thông báo với anh em là vài ngày nữa em sẽ có một cái chương trình gọi là tổng thanh lý dọn kho, bán hàng giảm giá xuống. Tại vì em đang dọn nguyên cái chỗ này cho nó gọn gàng lại chút xíu nữa. Bên đây nữa anh em thấy không? Bên đây này, quá trời bên đây nữa này. Còn đằng trước thì em sẽ làm gọn gàng lại để tiếp khách. Hôm nay khách xuống không có chỗ ngồi, khách hàng cũng thông cảm giúp em. Đấy, ngày mai thì bắt đầu sẽ lên clip em dọn xuống kho, xuống kho để chờ chỗ lại để những cái đồ lớn ở đây thôi. Còn đồ trung bình, đồ thấp thì em sẽ đem phía sau vẫn test clip cho anh em bình thường. Nhưng mà mình đem xuống cho nó gọn để tiếp khách trên đây. Con này là L505UX của bác khách Sài Gòn, ngày mai chuyển đủ, thứ hai chuyển đủ cho em này, cọc rồi. Đây anh em nhé, sẽ có một cái chương trình để lia bớt cho nó gọn gàng cái đã, rồi mình bắt đầu hàng về. Gọn gàng sắp xếp chỗ lại ha. Rồi tới đây thì em xin kết thúc clip nhé. Anh em nào yêu thì hãy phone ngay cho em qua số điện thoại 0346 12345 nhé. Và giá trên clip là giá bao ship, anh em chịu khoản đủ thì em sẽ bao ship nhé. Rồi xin cảm ơn rất nhiều.